lần sau tới giúp em nha. Bất kể là cái gì nha, phải có trách nhiệm của lớp nha. Bây giờ học được chưa mấy em? Có muốn kể câu chuyện nữa không? Thôi tắt đèn con nữa thôi. Thôi ha. Tối nay có dám đi ra đường không? Đi mình đâu có sao, đi chung xe mới sợ. À, tiếp tục nha mấy em. Cái không biết là cái USB của tôi bị virus hay là máy bạn virus mà chuyển máy thì cái file chủ nó mất. Thì chắc là cái file này là file học mấy cái năm trước. Năm nay thì có thay đổi một số slide ha. Do đó mà chắc tôi sẽ bù cái phần để mấy cái phần sau tôi sẽ bù lại ha. Rồi tiếp tục nha mấy em. Nói tới đồng quan viên hát rồi đúng không? Trời. Nói tới đồng quan viên hát rồi đúng không? Ừ. Em gái tỉnh chưa em? À. Mấy bạn xem bạn kế mình có tỉnh táo hoàn toàn chưa? Chờ tiếp cho em. Như vậy Tuyết Nghiên, Tuyết Nghiên còn thì sao đúng không? Tuyết Nghiên còn thì sao, nó chưa giới thiệu thì để cứu bổ đi sẽ giới thiệu thì sao. Cái đó là Tuyết Nghiên người ta tiếng gì? Tiếng Giáp. Nhìn thấy tiếng Giáp và dễ thấy không? Trong lớp mình có ai bị to tiếng Giáp không? Nhìn cổ bạn coi. Nhìn cổ bạn có ai bị to không?
cái câu chuyện nãy còn còn phút nữa mà thôi, xỉu rồi, xỉu tới xỉu luôn nhiều chập lắm. Hả? Em luôn hả? Rồi tới giám em, em thấy là đây tí giám là cái cổ á, chiếc cổ ha, cái trên này là sụn giáp, đây là thùy, hai thùy tiếng giáp giống hình con gì, con butterfly đúng không, đúng không, chính giữa nó có cái này là cái heo tiếng giáp, này là có cái mũi nhọn lên ta gọi là thùy kiếm, thùy giáp ha, cái này là có cái giống như là một cái mũi giáo nè ha, nhưng mà thường cái này không có quan trọng đâu, thùy tháp ha, thùy tháp, thùy tháp. Rồi như vậy là nói về cái quan TNH hồi nãy đó, TNH nó sẽ tác dụng lên mục đích là ở đi ra, cho nên những môn khác là không tác dụng, nó sẽ là tác dụng thứ nhất là lên cấu trúc tiếng giáp, mấy em học sinh lý tiếng giáp rồi đúng không, nó sẽ làm tăng số lượng và kích thích tế bào tiếng giáp, nó làm biến đổi tế bào từ dạng khối sang dạng trụ, nói chung là nó làm phì đại cái cấu trúc tiếng giáp ra để làm chi, để tiết một phần. Thì mấy em học quá trình sinh động học rồi nó gắn T2, T3, T4 vậy đó ha, tạo ra nhiều mòn. Như vậy tác dụng chính của TNH là tạo ra kích thích tuyến giáp, tổng hợp hormone một tuyến giáp là tên gì? T3, T4. Và đối với tiếng Anh là gì? Triiodo tyrosine kia tetra iodo, rồi như vậy thì hormone giáp vào máu thì mục đích nó làm ở đâu, cả cơ thể tế bào nào cơ thể cũng có mục đích của hormone giáp hết ha, có cụ thể của hormone giáp. Nếu mà tiết nhiều hormone giáp nó gây ra triệu chứng trên cơ và thần kinh là chủ yếu ha, cơ nó làm thiếu mà nếu mà nhiều hormone giáp nó gây ra cường giáp, em biết cường giáp không, cường giáp là một bệnh nhân run tay, tăng kích động hay đánh cây gỗ bạn bè, trong lớp có ai không? Nhớ chỉ ra để đi kiểm tra có người đó. Bạn này hả? Nhịp tim nhanh ha. Nhịp tim nhanh, rung tay, sụt cân, da đổ mồ hôi nhiều, đó là chứng cường giáp, tăng cường hoạt động, nói chung là năng động hơn. Nhớ đây là cái hormone mà làm đẹp với phương Tây em, phương Tây, phụ nữ phương Tây, tức là phụ nữ phương Tây thì ta thích cái... anh hỏi mấy anh nam nè, có thích phụ nữ mà kiểu mà kêu bằng ảm đạm mà đúng không em, không phải kêu bằng thì mỹ hả, thì mỹ đón trang từ từ, mấy anh nam thích vậy không, thích sao, cá tính. Cái đó mẹ em thấy là uống cái này vô xíu nó sẽ năng động, nó mạnh mẽ hơn và con mắt nó long lanh hơn ha, mắt long lanh hơn, cái đó nó thu hút được khá khoái lắm. Cái đó mà ở phương Tây phụ nữ người ta được uống cái này nó liều thấp để uống viên đơn giản thôi, không có tác dụng phụ gì, nó cũng làm cho mình năng động hơn. Mấy em nữ đây có uống không, thích uống không?
Còn ngược lại thì sao? Em ngược lại thiếu con giáp thì sao? Giảm chậm chạp à. Chậm chạp, lừ đừ, buồn nói chuyện, buồn em, buồn ngủ nhiều, chỉ ngủ nhiều thôi. Hả? Tăng cân. Cái học cái bài cường giáp thì chữ đó cái thầy trước này. Như vậy đố mấy em nè, nếu mà cường giáp môn giáp tiết là nhiều môn thì tên thấp hay cao? Tức chế ngược trên thấp ha. Nếu mà cắt tuyến giáp thì tên thấp hay cao? Nó là phích bách á ha. Vậy là biết rồi, nói chi nữa. Đây Tứ Nghiêm sẽ, thì trước Tứ Nghiêm sẽ tiết kê nhiều tê thác để đến mục đích là tiếng giáp. Tiết kê tê 3, tê 4. Vậy là nếu tê 3, tê 4 mà nó nhiều quá thì sẽ ức chế tiết tê thác. Hoặc ngược lại, tê 3, tê 4 cho máu mà thấp quá nó sẽ kích thích tê thác tiết nhiều hơn. Đây là cơ chế phức tách. Nãy có học tiếng cận giáp không? Có Tứ Nghiêm, Tứ Giáp, Hà Đồi nè, Tứ Nghiêm, Tứ Giáp, Cận Giáp. Cái này là cái gì mấy em? Đỏ là gì ạ? Tứ Giáp, Cận Giáp nó nằm giống ký sinh thường nó có 4 tiếng hai bên ha. Cái đó mà có khi nó nằm bên, bốn em nằm bên nó ngộ vậy đó ha. Có khi nó có 1-2 tiếng nè, có khi nó có nhiều tiếng, nhưng mà thường là 4 tiếng. Nghe nó nằm đây. Nó là ngoan tiếng gì? Tiếng kêu ngoan BTH. Tiếng kêu ngoan duy nhất là BTH. Nó tác dụng là tăng nồng độ canxi trong máu. Tăng hấp thu canxi từ ruột, từ thận trở lại. Nếu mà tăng hồng anh giáp này xong, cường cận giáp thì nó sẽ tăng canxi máu. Suy cận giáp thì hạ canxi máu. Mấy em học hạ canxi máu rồi phải không? Hạ canxi máu là tê tay chân, cung co giật, dễ kích động. Rồi đi xuống một chút nữa tới tiếng. Nó dễ do cái cung, cái dẫn truyền kinh nó thiếu canxi á, cho nó dễ kích thích, nó cứ không giờ khó ngủ này kia ha, không khó chịu. Và cái dẫn kinh co có tài thêm. Tuyến thượng thận thì gồm có hai phần, vỏ thượng thận và tủy thượng thận. Đây nhìn em. Này gì đây? Cật heo đúng không? Ai cật heo không? Mấy em thích ăn cật heo không? Cật heo biết chứ, biết ăn ngon. Cật heo. Đây là cái thận ha. Hai cái này làm gì? Thượng thận nó nằm ở trên, màu vàng đó. Như vậy mấy em thấy nè, tuyến thận nó nằm đặc biệt lắm. Thận là nằm sau huyết mạc rồi. Cái trong ổ bụng, tuyến thận là một cái tuyến được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Nó được che chở bởi cột sống lưng. Nếu chấn thương từ sau đó là không về chấn thương nó được, trừ khi gãy cuộc sống rồi, gãy cuộc sống thì chết rồi. Nếu mà chấn thương trước tới thì đụng gan, đụng nặng, đụng lách thì không được. À, nó nằm ở sau cái mạng phía sau vị, cho nên theo mấy cơ quan quý giá rồi nó nằm vậy đó. Cái bụng đó là cơ quan được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Vỏ thượng thận gồm 3 phần.
hai lớp vỏ ha, đây là vỏ nè em, đây là vỉ. Trong lớp vỏ đây có, nó có 3 lớp nữa. Lớp vỏ ngoài nó có 3 lớp. Lớp cầu. Cầu là ở ngoài, kế đến lớp lưới. Kế đó là lớp mó và trong cùng là lớp lớp lưới. Rồi bọn đạo tiết cái gì đây? Buồn cầu tức là tiết ra andosterone. Đây là mon để làm gì em? Tăng tác thu natri bài tiết kali. À. Lớp mó tiết ra cortisol và androgen. Nhưng chủ yếu là cortisol. Nãy tôi nói đó, hydrocortisol á, là cái này. Còn buồn lưới tiết ra cortisol và androgen, nhưng mà chủ yếu là androgen. Hai cái lớp nó cứng nha. Như vậy mấy em biết androgen là cái gì không? Không có sinh dục nam. Như vậy thì nữ có sinh dục nam không? Đố mấy em sinh dục nam để làm gì? Phát triển cái gì? Hả? Em nói đi em. Rồi, nói chung là gom lại cũng được. Phát triển bọn sinh dục ngoài của nữ ha. Cái đó ra là phát triển bọn sinh dục ngoài của nữ hay của nam? Của nam. Nam tính là nam tính, chồng chồng. Hiếu chiến. Hiếu chiến, có cơ bắp này kia đó ha. Testosterone cho nó có non. Do đó mình là không có testosterone còn như không à. Giống như nữ. Giống như mấy chuyện đổi giới tính á. Có ca sĩ gì nổi tiếng á. Cái gì? Lâm Thiên Khanh đúng không? Thì chẳng hạn như là Lâm Thiên Khanh thì mấy em nghĩ đây nó làm gì? Ra Lâm Thiên Khanh. Ra Lâm Thiên Khanh mà làm gì ra Lâm Thiên Khanh? Cắt bỏ. Cắt bỏ cái gì? Cắt bỏ cái chỗ tiết ra cái tết rôn nhiều. Là tinh hoàng. Nha. Thì sao nó chết gì? Chết môi dục nữ. Chà nè em, ở nữ có một lượng cholesterol nhưng mà thấp thôi. Nó để chủ yếu là duy trì cái ham muốn tình dục. Ham muốn tình dục và hình thành mấy cái lông sinh dục là do cholesterol. Nha. Lông sinh dục là do cholesterol này. Nhưng mà do đó mà cái lượng nó rất là thấp thôi. Lượng thấp thôi. Các bạn thấy là cái gì điều hòa âm dương nó trong nam có nữ nữ có nam ha. Còn nam thì có thêm một cái chỗ sản xuất thêm nữa ha. Hồi nãy thì đó đó cho Lâm Thiên Khanh đó ha. Cái đó mà nam rất là nhiều. Rồi như vậy thì chúng ta thấy là lớp vỏ thận nó tiết ra ba hormone này, trong đó
trong đó cái lớp bó là cái cội do nó là cái chịu sự điều hòa của ACDH là chủ yếu. ACDH là bạn học ở trên này đúng không em? Đây bạn học GH nè, GH nè. ACDH là nó được kích thích từ cái hormone CRH đến thị trướng nghiêng, nó sẽ kích thích thị trướng nghiêng tiết ra ACDH sẽ vô máu đi đến lớp bó của vỏ thượng thận, kích thích bài tiết ra cortisol. Nhớ anhedotron và androgen ít chịu tác động của ACDH, chỉ cortisol thôi. Như vậy thì nếu mà lý do đó cắt bỏ hai tiết thượng thận thì ACDH làm sao? Cao nhiều. Vì lý do nào đó mà u thượng thận tự phát tiết ra cortisol nhiều, nó là những cái bệnh đó. Thì ACDH làm sao? Không. Thấy đây điều hòa dễ không? Như vậy thì có một em mà lại hỏi là nếu mà ACDH tiết ra nhiều quá thì có bị sạm da không? Hãy em nào. Câu này hay. Em nào. Em ạ. Anh em nè, rồi em nào trả lời được có sạm da không? Như vậy thì trước khi trả lời câu hỏi đó thì chúng ta phải biết là yếu tố sắc tố da hình thành do cái gì. Thành do melanocyte ở biểu bì da. Estrogen. Cái nào biết nè. Bây giờ ông vào mình cố. Sắc tố da là do melanocyte là biểu bì của da quy định. Như vậy đều con nào quy định điều khiển melanocyte? Có thể là MSH. Bây giờ tôi thấy hai cái em cứu bạn này học chăm chỉ nhất nè, thảo luận liên tục. Không có gì. Em có thắc, em đồng ý không? Okay, nếu vậy thì ta sẽ hát liên quan gì không? Em. Có em nào khác không em? Có em nào nói ACDH không? Em nói ACDH không? Em hỏi con này hỏi của em. Em làm khổ bạn nãy giờ đó. Mấy em sẽ đọc trong một số cuốn sách như mô hay là sinh lý, ngay cả sinh lý biết là nãy giờ tôi nói đó. Thì cái đầu nữa là chịu sự chi phối của MSH. Nhưng mà thực sự là trong cơ thể người không có MSH. Cái này có thể trong cơ thể người không có MSH. Do đó mà mấy em sau này, nếu mà ngay bây giờ mấy em biết tiếng Anh á, em đọc được sách tiếng Anh thì khuyến khích là mấy em nên đọc sách tiếng Anh. Sách tiếng Anh mà của mấy chuẩn, mấy sách textbook của em đọc có chuẩn nhất. Cái còn đọc từ sách tiếng Việt thì nó mệt mỏi lắm. Cũng tùy hai người quan điểm thì dịch được luôn hết. Cái đó mà biết tiếng Anh là một cái thuận lợi. Biết cách học và biết cách học, biết phân tích ha. Thì chúng ta sẽ tiếp cận được cái nền y học thế giới nó nhanh nhạy. Mình ngồi ở đây nhưng mình học giống như kiến thức của thế giới vậy. Cái đó là sinh viên ở nước ngoài nào học vậy đó.
tất cả nghiên cứu cái gì mới ra là trên mạng nó có hết, và ngay cả trên mạng Việt Nam cũng có mà lấy được hết. Nhưng vấn đề là cách học thôi, cái cách học của mấy em thôi, cái cách học mấy em sao mà học giống như thì đó là cái chuyện. Cái đó cái quan trọng nhất là gì, cái anh văn phải giỏi nha, đọc được, hiểu được cái phương pháp học, thì cái này chắc là bên trường cái này. Ví dụ như cái gì mà cái mới hôm qua xuất hiện là đã trên mạng đã có nè, và chúng ta sẽ lấy cái đó về ta xem sao. Thì tôi nghĩ là trong thời sinh viên thì mấy em cố gắng làm được nhiều, nhưng mà sau ra trường, sau đại học thì mấy em nên học cái kiểu đó, tự chủ được cái kiến thức của mình. Cái phương pháp học là quan trọng, cái phương pháp học là quan trọng chứ không phải là cái kiến thức mà tôi dạy hôm nay nè. Mấy em có thể tự đọc cái kiến thức ngoài ta mà hiểu thì có thể nó rõ hơn. Rồi trở lại ở Thác nè, em ở Thác là môn giao thủy giữa tiếng Yên tiết ra có vai trò chi phối sắc tố gia, như vậy thì chỉ đúng ở những động vật gì, bò sát thôi. Nãy tôi có online rồi đó, cơ thì giữa tiếng Yên cơ thể người là bị thối quá, chỉ còn hai thì thôi, thì trước và thì sau, thì giữa không có, có đầu tiết. Tuy nhiên ACDH là một cái cấu trúc polypeptide phân tử, nó giống, gần giống với MNH. Do đó mà ở cơ thể người ACDH là mon chi phối sắc tố da. Ha. Như vậy tất cả những nguyên nhân nào làm tăng ACDH đều làm sạm da. Cho đó đây là một cái bệnh trên lâm sàng các em. Cái nội tiết còn khám những bệnh mà người ta không biết là cái gì mà đang hạn như tự nhiên sạm da, cô bác sĩ nội khoa khá là thua, chỉ nội tiết khám nguyên nhân sạm da. Cái sạm da nó nhiều kiểu. Sạm da mặt do ánh sáng hay do thuốc, dưỡng thuốc là nhiều nhất. Còn sạm da do cái này là phải sạm da toàn thân, em hiểu không? Toàn thân, núi, lợi, răng, bàn tay. Còn như thường phụ nữ mà dùng mỹ phẩm nó sai á, sạm da cái này là không phải. Rồi, ha, hiểu tới đó ha. Rồi, tủy tinh thần. Tủy tinh thần thì nó không có chịu sự điều hòa từ tuyến yên, mà nó là một cái hormone. Nó là hormone, đó là những cái hormone mà hormone thần kinh. Hormone thần kinh tức là nó sẽ làm chi phối thần kinh giao cảm. Đó là những hormone của thần kinh giao cảm. Nó gồm có một số này, adrenaline và noradrenaline, hai cái hormone chính. Và trên lâm sàng thuốc ứng dụng cũng có hai cái thuốc này. Gọi chung là catecholamine. Catecholamine. Đây là một cái hormone nó làm duy trì huyết áp. Duy trì huyết áp, duy trì cái chương lực giao cảm của cơ thể. Cái đó là lý do nào đó mà tăng cái hormone này lên. Thì bệnh nhân sẽ bị tăng huyết áp. Thường xuất hiện người trẻ. Người trẻ giống như sinh viên á, mà có tăng huyết áp là phải vô tầm soát đo cái này có tăng không. Nếu đo cái này tăng thì chụp cái MRI cái bụng, xem có u này không, cắt được hay không. Nó vậy đó, bệnh học nó vậy đó. À, trong cơ thể nó có mấy hệ thần kinh. Kinh trung ương, kinh đại miên, kinh gì đó. Giao cảm, hóa giao cảm. Hay rồi tự chủ. Thì đây là cái những hormone gọi là hormone thể dịch. Không nghe nó thần kinh thể dịch không? Thần kinh là mấy là giao cảm đó, là tự động, nó từ vào những dây tự động. Còn thể dịch là thông qua những cái chất, nó điều hòa cái lượng giao cảm. Đây là những cái hormone này.
như vậy thì nó điều hòa của nó là do cái gì? Do cái hệ giao cảm nó hoạt động với nhau, chứ không có như mon nào điều hòa. Rồi tới sinh dục, nãy giờ đi tới đâu rồi? Tướng yên một, hai là giáp, ba thượng giáp, bốn thượng thượng, năm tụy. Có tụy thì em nói ta. À tướng ức đó, tướng ức nó giống như tiếng tiếng tù. Tức là vai trò đến nay bạn cũng chưa thấy tiếng cái gì quan trọng hết. À, do đó mà chưa có đề cập gì đó á. Tức là hy vọng trong tương lai được chờ. Tiếng tụy thì tụy nội tiết và tụy ngoại tiết. Tụy nội tiết sẽ nói về sinh lý cái bài trong tiểu đường. Nó nói luôn. À. Là tiết sinh dục. Nói nữ trước đi nha. Mấy em nam có mắc không? Hay là mấy nữ muốn nam trước? Nam trước đi thầy. Là tiết dục nữ nha. Đối với em là tiết dục nữ khác với quan tiết dục nữ sao? Thì đồng ý với bạn nam là nói về nguyên tiếng Việt nữ. Em quan sinh dục nữ là có cái cơ quan sinh dục ngoài, còn cái tiếng sinh dục nữ thì nó tiết ra cái chất tiết như là hormone để điều hòa cái quá trình phát triển, như là tiếng sinh dục nữ là trứng thì nó tiết ra những cái hormone như là estrogen, progesterone. Các bạn nữ đồng ý, bạn nam thì nói chuyện không? Anh ấy đang nói gì mình á? Cơ quan sinh dục nữ thì nó gồm nhiều, gồm nhiều từ cái quan sinh dục ngoài tới tử cung. Còn tiết dục nữ là nói về tiết nội tiết, chỉ có buồng trứng thôi. Còn trứng có tiếng cái gì không? Còn trứng là tiếng ngoại tiết, nó tiết ra những cái chất nhờ để nuôi trứng ngoại tiết. Ha. Chỉ buồng trứng thôi. Ha. Thưa các bạn, nãy giờ không đọc chưa? Như vậy thì nó có vai trò của hai hormone môn béo hát là hát có tương nhiên đó. Nhìn đây. Còn môn đích của nó là ở trứng. Em có thấy mình sẽ kích thích. Mấy cái nang nõn, em biết nang nõn không? Đây nè. Trước mình nói. Nói chung là nó sẽ kích thích những cái nang trong cái buồng trứng nó lớn dần để mà gây buồng trứng. Đây chị, buồng trứng chị, chị có kinh hả? Cái gì? À, trứng đi gặp tinh trùng. Rồi là hát. Nó có vai trò. Em hát lại vậy đó. Nó sẽ làm cho sao? Nó làm cho trứng nó chín và rụng. Gọi là hát, nó sẽ làm sao? Sau khi trứng rụng xong á, cái lớp vỏ của cái trứng á, trứng nó rụng xuống cái vỏ trứng rồi, cái lớp vỏ nó sẽ biến thành cái cơ quan nội tiết, đó là những cái hoàn thể để tiết ra hormone sinh dục,
hormone gì ha. Estrogen và progesterone. Đây là những cái nang nọn trong buồng trứng rất là nhiều. Cứ mỗi chu kỳ á, nó sẽ có rất nhiều nang, nó lớn dần nhưng cuối cùng có mấy trứng, nó có mấy trứng chính. Một trứng chính. Một trứng chính nhưng mà thường có khi nó lâu cũng có nhiều trứng rồi. Mới có dụng mà sao mà đang thai á ha. Rồi, trứng chính tới đây rụng rồi. Chính đây nè, rụng rồi nè. Thì cái lớp vỏ nó tạo thành hoàng thể nó sẽ tiết ra progesterone. Trong giai đoạn này tiết progesterone chủ yếu, trong nửa cái đoạn đầu tiết estrogen là chủ yếu, mấy cái tế bào non á, nang á, nửa cái sau tiết progesterone là chủ yếu nha. Nửa sau là hoàng thể tiết progesterone, nửa đầu là tiết estrogen là chủ yếu. Cái trứng rụng này rụng ở đâu? Em làm sinh sản rồi phải không? Vừa nói cho biết luôn. Trứng rụng ở đâu em? Trứng rụng rồi sao nữa? Đi đâu bỏ vô, rớt vô bụng hả? Có em nào hứng không? Có hứng hả? Em giỏi sinh dục quá. Cứ học mà giỏi vậy. Ha, nó được cái tua cái tai vòi bắt lấy, sao nó đi xuống đâu? Vô tử cung. Vô tử cung. Vô tử cung. Vô tử cung về gặp ai? Gì em? Vô trứng gặp, vô tử cung gặp tinh trùng không? Tùy sao tùy? Lâu lâu khó lắm mới gặp nữa hả? Không phải đâu, thường là nó thường tinh trùng nó sẽ ra tay vòi ha, cái nào nó đợi mà nó mạnh lắm, cái nào nó liên hệ nghe nó thấy nó ra tay vòi, còn ba ngày tay vào nó dính ngoài, nó gặp rồi đó, nó vào cái kho rồi đó, nó di chuyển vô chú tử cung để làm tổ thôi, chứ nó không tin nó tử cung để làm tổ thôi. Cái đó mới chịu khó, mấy em trai cũng có bà gái yêu mình chịu khó là nhà hàng ngày đưa đón này kia vô đó ha. Sao vậy? Nó gặp tốt ngoài tay bòi á, cho tinh dùng rất là mạnh, nó sẽ đi nó bơi tốt ngoài lên tay bòi để gặp chứ. Rồi cái hình này là cái hình kinh điển em học. Em nhớ hình này sao sản em sẽ rất là dựng. Đây là cái gì? Tương Yên. Đây là cái gì? Tay vòi nè, cái cung nè, thấy không? Cái cung nè, tay vòi, một trứng hai bên, thấy không? Thấy không? Mấy em sao thấy không? Hai em gốc chứ thấy không? Đây là cái biến thiên của hormone sinh dục của tiếng Yên á, cái đó là H. Cái hình này. Đây là mục đích của em thắc là H là ở đâu? Buồng trứng. Ha, buồng trứng tiết ra cái gì? Estrogen progesterone thì đây. Mục đích của estrogen progesterone là ở đâu? Tử cung. Có nhiều môn khác nhưng mà nói về tình trạng nó tử cung. Ta thấy cái trình tự của cái hình không? Đầu tiên đây chúng ta thấy nè, đây là ngày thứ nhất, ngày này dưới đây là ngày thứ nhất nè, ngày 14, ngày 28 nè. Ngày thứ nhất là ngày gì? Ngày Giêsu ra đời. Em ngày nhất là ngày gì? Trong chu kỳ hả? Cái gì? Ngày nhất là ngày gì? Em ấp trưởng. Trời ơi trời, già. Ngày thứ nhất là ngày gì?
ngày phụ nữ ngày có kinh hay sập kinh hay là chuẩn bị có kinh, ngày tắt kinh luôn hả? Mãn kinh tức là ngày hết kinh đúng không? Em biết kinh bao nhiêu ngày? Học có mấy ngày? 45 ngày là, tức là hết kinh 45 ngày đúng không? Không có đời sống. Không có đời sống em, lạnh chứ em. Không có đời sống em lạnh. Em thì ngày thứ nhất nghĩa là ngày ngày thứ nhất thì giờ khoảng ngày thứ giờ em nghĩ là chờ khoảng 7 ngày nữa thì nó sẽ thôi em nói luôn cho rồi đi em. Kịp không? 28 ngày cắt cái trung điểm ra hai đoạn, đoạn đầu đoạn sau hiểu không? Rồi nó tóm mới được. Trong 14 ngày đầu hai hồng môn đang là hát và nó hát từ từ tăng lên hấp thôi cho đến ngày gần cũng trước, tức là ngày khoảng ngày gần thứ 10 đó thì em hát tăng nhẹ lên chút. Mấy bạn sao thấy không? Các bạn thấy không? Mấy bạn thấy không? Thấy. Các bạn, mấy em ở trên trả lời không vậy? Nhưng mà trong đó có đỉnh là hát đặc biệt, mấy em nhớ nha. Thi trắc nghiệm mà gần cũng trước cũng chứng có đỉnh gì của hormone. Em hát là hát testosterone gây hát thì mình đánh là hát ha. Có đỉnh là hát, sau đó hai cái giảm dần cuối chu kỳ luôn. Rồi như vậy thì với những thay đổi hormone trong kỳ như vậy thì tác động lên buồng trứng như thế nào? Trong nửa đầu là giai đoạn gì? Nang. Thì giai đoạn nang trứng, tức là nó nang phát triển rồi. Ha, nang phát triển thì nó tiết ra estrogen. Mình thấy nang estrogen nó tăng lên nè, thấy chưa? Đến khi nó rụng, rụng trứng. Trước khi có đỉnh là hát, sau đó là rụng trứng thì biến thành hoàng thể thì bắt đầu tiết ra progesterone tăng cao rồi. Thấy chưa? Nửa sau là progesterone là chủ yếu. Nửa đầu là estrogen là chủ yếu. Hai hôm qua này các bạn mục đích là ở tử cung. Nửa đầu chu kỳ với tác dụng của estrogen
thì tử cung nó tăng sinh dày lên để chuẩn bị làm cổ. Nửa sau bắt đầu có trứng rụng rồi á, thì có khả năng nó có thụ thai, do đó tăng tiết. Tăng tiết là nó có nhiều máu, nhiều mạch máu hình thành lên, nhiều mạch máu hình thành lên để chuẩn bị làm trứng. Như vậy mấy em thấy là cuộc đời phụ nữ là có bao nhiêu lần như vậy? Một tháng bao nhiêu năm? Không bao nhiêu tháng? 12 tháng. Bao nhiêu tuổi có kinh? 11. Cái toàn của mấy em nam nói không vậy? Trung bình là khoảng 12, 13 tuổi. Cứ nói đi, giờ cho 12 tuổi đi. Bao nhiêu tuổi tắc kinh? 50. Thôi giờ tính từ 45 tới 50 thì là nhiêu năm? 15 tức là 35 năm đúng không? 35 năm nhân 12 là bao nhiêu? Cũng nhiều lắm ha. Cái đó mà cứ tháng này qua tháng kia chờ đợi trứng, chờ đợi sinh trùng. Cho nên em thấy là phụ nữ rất là cái tính kiên nhẫn nha, chờ đợi. Như vậy nửa sau chu kỳ là giai đoạn tăng sinh, tức là nó tiết nhiều mạch máu, hình thành nhiều mạch máu lên để chuẩn bị làm cổ cho cái thôi. Tuy nhiên là do cái cuối chu kỳ nè, cái quan hệ nó teo dần nè, nhìn nè, quan hệ nó teo dần mà nó không còn tiết hormone nữa, không còn tiết hormone sinh dục nữa. Do đó nó khi mà hai hormone nó giảm thấp xuống, estrogen và progesterone giảm thấp xuống, thì nó không còn nuôi dưỡng tử cung nữa. Như vậy tử cung sao? Chóc ra, bong chóc cái lớp mà tăng sinh nó ra, gây ra chảy máu hay là hành kinh ha. Rồi mấy em hiểu anh này chưa? Này là gì? Mấy cái này là cái gì? Cái gì tròn tròn? Bi đây là gì mấy em? Cách ngang của ống sinh tinh ha, ống sinh tinh trong tinh hoàn á. Rồi như vậy đừng coi cái FH là hắn nó làm gì trong cái tinh hoàn ha, nó làm trong cái sinh dục nữ là biết rồi ha. Tuyến sinh dục nam khác coi sinh dục nam không? Em dạ em nghĩ tuyến gì nó kiểu tinh hoàn và cơ quan là nó vừa dương vật. Dạ cơ quan nó là dương vật, còn tuyến nó nằm ở bên ngoài. Cơ quan dục nam dương vật thôi hả? Có gì đâu? Tiếng bố mấy cô quan trọng không? Phải không? Phải. Rồi, tiếng dục nam là tinh hoàng. Như vậy mấy em thấy là tinh hoàng có được bảo vệ tốt không? Không có tốt đâu. Ủa vậy là nó không có quan trọng gì hết. Các mấy em nam đừng tự hào mình nha. Mình không được cái gì chứ. Đúng không? Không có bảo vệ lỏng lẻo cũng chết mà. Ok. Trong cái tinh hoàn nó có một số cái tế bào chúng ta phải chú ý. Cái hạn như trong cái sinh dục nữ thì ta chú ý cái nang trứng và giai đoạn nang trứng và giai đoạn hoàng thể ha. Nó tiết ra estrogen giai đoạn đầu và sau đó nó tiết ra progesterone. Trong sinh dục nam thì nó có tế bào sẹt tô ly nằm ở thành của ống sinh tinh. Đâu sẹt tô ly đâu rồi? Đây sẹt tô ly nè mấy em, nó nằm ở trên thành của ống sinh tinh. Nó có chức năng là nó nuôi dưỡng tinh trùng. Nó là giống như tế bào ngoại tiết thôi, nuôi dưỡng tinh trùng.
Tuy nhiên trong quá trình sinh sản tinh trùng á thì nó còn tiết ra cái chất là testosterone nhưng mà ít thôi. Còn cái anh mà tiết chính đó là cái anh mà tên là ladies, tức là cái anh tế bào tên là ladies. Mấy anh nam nhớ nha, hai cái anh này quan trọng á. Hai hormone, hai cái tế bào ha, sexually và ladies, nằm ở giữa ống sinh tinh. Đây là cái tế bào mô kẽ, đây là tế bào chế tiết testosterone. Như vậy thì sao, từ sự tinh hoàn là một cái tuyến ngoại tiết, đúng không? Sản sinh tinh trùng là ngoại tiết mà, chỉ cái tế bào ladies này nè nó là nội tiết. Như vậy tinh hoàn nó kết hợp cả hai ha, nó sản xuất tinh trùng xong nó đổ vô ống, nó không đổ đâu hả? Các em biết tinh trùng mà sản xuất là đi đâu không? Dựng tinh sau đó dự trữ ở đâu? Túi tinh. Rồi nè, tế bào ladies là tế bào tiết testosterone. Rồi vai trò của nó là chịu trách nhiệm sự phát triển của hormone giới tính phụ, râu, ha, lông, giọng, cơ bắp, tóc con, nam tính ha. Rồi điều hòa bài tiết của nam nữ cũng tương tự nhau thôi ha. Nếu mà cắt tinh hoàn thì nó thắng lại tăng hay giảm. Ngược lại, cường sinh dục, cường dục nam theo điều hòa cũng giống như vậy mấy em ha. Cái này nói luôn thấy nhiều quá. Ông qua sản học ha, đa số là trong cơ thể chúng ta thấy là điều hòa ngược đúng không? Có một cơ chế, có một vài cái dương thôi, đây là những cái dương này, điều hòa dương này. Tức là mấy em thấy là trước 1 đến 2 ngày trước khi trứng rụng á, em thấy nồng độ estrogen đã cao không? Tăng cao không? Đúng ra đẻ là H nó sẽ thấp không? Đúng không? Nhưng mà tự nhiên nó tạo ra cái đỉnh là H. Tới giờ đại nhân không biết tại sao. Theo nguyên tắc thì sao? Estrogen tăng cao lên thì các tháng lạc giảm xuống. Đây là cái chôm em. Và đây là cái yếu tố mà tạo ra trứng rụng, trứng và rụng. Không hiểu tại sao có cái đỉnh rất là hát này, cho nên ta gọi là tắc kích bách dương ha, ngược dương. Thì nó xong rồi đúng không em? À Tuyến Yên, Hà Đòi, Tiến Giáp, Cận Giáp, Thượng Thận, sinh dục. Rồi, còn cái rổ tin thôi. Tỷ thì sẽ dành trong cái bài tiểu đường ha. Còn rổ tin là hôm nãy chưa nói nè. Rổ tin nó có tác dụng kích thích bài tiết sữa trên tuyến vú, đã chịu tác dụng của estrogen và progesterone. Prolactin bình thường là bài tiết rất là thấp, bình thường không có mang thai á. Tuy nhiên khi có thai, nồng độ prolactin được tăng dần từ tuần thứ 5 đến lúc sinh. Tuy nhiên trong quá trình mang thai thì estrogen và progesterone tăng rất là cao, do đó ức chế, ức chế tác dụng của prolactin, do đó mà nó không. Anh thấy phụ nữ khi mang thai rồi tiên tăng rất là cao, tuy nhiên không có sữa. Đến khi mà sinh bé xong tự nhiên ngày sau có sữa.
là do sao mình lấy cái bánh nhau ra. Trong thai kỳ cái bánh nhau là cái nơi tiết estrogen rồi đó, nó làm qua nội tiết trong thai kỳ. Mình lấy nó ra tự nhiên hormone nó còn không? Thấp, rất là thấp. Như vậy để tăng cái hiệu quả của dược tiên lên. Và nhớ cái tiếng bú mà để tiết sữa bình thường nó chịu sự tác động của nhiều hormone. Thứ nhất là estrogen và progesterone nó phải chuẩn bị tăng kích thước và mấy cái năng tiết sữa lên. Rồi prolactin kích thích, tức là nó sao nó tạo sữa. Còn mà tiết sữa là con gì? Oxytocin. Vậy chúng ta thấy có ba cái nhóm hormone vô đó. Một cái là chuẩn bị về cấu trúc dục nữ, một cái chuẩn bị về sữa là prolactin, một cái chuẩn bị tiết khi có kích thích là oxytocin. Anh chàng nó phức tạp ha. Nó có cao nhưng mà nó bị ức chế tác dụng bởi nó có cao vậy. Nhưng mà nó để tạo sữa cho lúc tạo sữa năng tiết. Như vậy thì đố mấy em là mấy em nam có khi nào có tiết sữa không? Khi nào? Biết. Em nào biết? Em nữ biết không? Thì sao? Khi mà protein trong máu tăng cao. Như vậy chỉ nguyên nhân duy nhất là u tiết protein cho nội tiết nghiêng. Ha? Cái đó là bệnh học của tiết nội tiết á. Thấy nội tiết đa dạng không? Tất cả do tiết nghiêng, hầu hết do tiết nghiêng mới sinh ra hết. Nếu mà u tiết protein nó sẽ gây ra có những chỗ tiết nghiêng chứ. Ha? Cái nhức đầu, tăng đường nội sọ. Rồi nó làm phì đại tiết bú, rồi tiết sữa, nó nam giới ha. Nữ hóa tiết bú đó, gọi là nữ hóa tiết bú. Một em nam mà có cái bụng ngực giống như nữ vậy đó, rồi tiết sữa đó là có chuyện ha. Kiểm tra giùm bạn kế bên coi. Rồi hết đó em. Đúng rồi, giờ không? Đúng rồi luôn, 3:45 trả hội trường. Kết thúc có bạn nào xin con hát bài không? Mấy em có biết hát giọng cổ không? Từ đó ai biết hát không?